Sáng thế ký, chương 8, trận hồng thủy chấm dứt. Đức Chúa Trời nhớ đến Noe và các loài sinh vật, súc vật ở trong tàu với ông. Đức Chúa Trời cho một trận gió thổi ngang qua mặt đất, nước lụt bèn rút xuống, các nguồn nước của vực sâu, các cửa sổ trên trời đóng lại, và mưa từ trời ngưng đổ xuống trên đất. Nước rút xuống, cứ tiếp tục rút xuống, trong 150 ngày, nước mới hạ xuống. Ngày 17 tháng 7, chiếc tàu tấp trên dãy núi Ararat, nước cứ rút cho đến tháng thứ 10, ngày 1 tháng 10, các đỉnh núi mới lộ ra. Sau 40 ngày, Noe mở cửa sổ mình đã làm trên tàu. Ông thả một con quạ ra, nó bay đi lượn lại cho đến khi nước cạn khô trên mặt đất. Ông cũng thả một con bồ câu để xem nước rút khỏi mặt đất chưa. Nhưng bồ câu không tìm được chỗ nào đáp chân xuống, nên quay về với ông trên tàu, vì nước vẫn còn trên khắp mặt đất. Ông đưa tay đón bồ câu đem vào trong tàu với mình. Ông đợi thêm 7 ngày, rồi lại thả bồ câu ra khỏi tàu. Đến chiều, bồ câu quay về, mỏ ngậm một chiếc lá ô liu mới hái. Noe biết rằng nước đã rút khỏi mặt đất. Đợi 7 ngày nữa, ông lại thả bồ câu ra. Nhưng lần này, bồ câu không quay về với ông nữa. Ngày 1 tháng giêng năm thứ 601 đời Noe, nước trên đất đã cạn khô. Noe giở mui tàu nhìn xuống và thấy mặt đất đã khô nước. Ngày 20 tháng 2, đất đã khô hoàn toàn. Đức Chúa Trời phán bảo Noe: "Con hãy ra khỏi tàu cùng với vợ, các con trai và các dâu. Hãy đem ra với con các sinh vật đã ở cùng con, các loài thú vật, chim chóc, súc vật và mọi loài bò sát trên đất, để chúng sinh sôi nảy nở và gia tăng trên đất." Vậy Noe ra khỏi tàu với vợ, con và dâu mình. Mọi loài dã thú, bò sát, chim chóc và mọi loài trên mặt đất đều ra khỏi tàu. Loài nào đi theo loài ấy. Bây giờ Noe xây một bàn thờ để thờ phượng Chúa và bắt đủ các con thú tinh sạch và chim tinh sạch dâng tế lễ thiêu trên bàn thờ. Chúa ngửi mùi thơm tế lễ thì tự nhủ trong lòng: "Ta sẽ chẳng bao giờ vì loài người mà rủa xả địa cầu nữa, cho dù xu hướng của loài người là xấu xa. Từ lúc còn nhỏ, ta cũng sẽ chẳng hủy diệt các loài sinh vật như ta đã làm. Một khi quả đất còn, thì mùa gieo và mùa gặt, thời tiết lạnh và nóng, mùa hạ và mùa đông, ngày và đêm sẽ chẳng bao giờ chấm dứt."